Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về màn hình kết thúc, cách thêm màn hình kết thúc vào YouTube video để tăng cái lượt xem, tăng cái tính tương tác với người xem. Thì đầu tiên, màn hình kết thúc là gì? Bây giờ mình sẽ mở một cái video ra cho các bạn xem và sẽ chỉ cho các bạn cái nào là màn hình kết thúc ha. Ở đây mình thấy là màn hình kết thúc và chú thích. Bây giờ mình sẽ nhấp vào cái video này. Quảng cáo các bạn đợi chút xíu. Chạy hơi chậm. Đây. Màn hình kết thúc là cái này đây, Hội An, Anson Town và Cổ Thạch Beach. Bây giờ nếu các bạn click nhấp vào một trong hai cái hình này thì lập tức nó sẽ hiện ra cái video của một trong hai cái video này. Ví dụ như mình click và mình nhấp vào cái Hội An Anson Town này thì nó sẽ hiện ra cái video về cái Hội An này. Đấy, các bạn thấy không? Như vậy cái công dụng của màn hình kết thúc là nó điều hướng cho người xem các video hoặc là danh sách các video có nội dung tương tự, hoặc các bạn có thể kêu gọi người xem đăng ký kênh của bạn. Thì cách tạo, ok, để mình quay về cái YouTube của mình. Ví dụ như mình sử dụng cái video này để làm cái màn hình kết thúc cho các bạn xem nha. Đợi bao lâu YouTube mới duyệt kiếm tiền cho kênh của mình? Ok, vào phần thông tin và cài đặt. Ok, chúng ta nhấp vào màn hình kết thúc và chú thích. Sau đó là sử dụng mẫu. Thì các bạn lưu ý ở đây là các bạn có thể để một màn hình kết thúc, hai màn hình kết thúc và nhiều hơn thế, tối đa là bốn màn hình kết thúc. Như các bạn bốn màn hình kết thúc thì ở đây mình chỉ muốn để một màn hình kết thúc thôi. Ok, đây cái này là nó ghi đăng ký là Tùng Thanh Ly Channel, có nghĩa là click vào đây thì sẽ bạn sẽ đăng ký kênh của mình, hoặc là chọn một video hoặc danh sách phát. Đây, chọn một video hoặc danh sách phát thì mình click vào. Ok. Thì mình sẽ chọn cái video là tăng lượt xem với nút với cái nút hashtag 2018. Đây mình click nó vào. Rồi sau đó bấm bấm lưu. Lưu là sẽ ok. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn một cái đường link á. Của cái video mà các bạn muốn 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 tạo cái màn hình kết thúc thì bắt các bạn đánh vào đây. Đây là hoặc nhập một cái đường link vào danh sách phát này. Thì ở đây mình chọn thẳng luôn từ video này nha, tăng lượt xem với YouTube hashtag 2018, mình lưu nó. Các bạn lưu ý là cái màn hình kết thúc này nè, nó sẽ hiện ở trong khoảng độ 20 giây cuối cùng của video, do đó cái video của bạn phải có cái độ dài khoảng trên 25 giây. Ok, bây giờ mình lưu nha. Đã lưu tất cả thay đổi, bây giờ mình nhấp vào cái video này và mình sẽ xem. Dạo này quảng cáo trên YouTube hơi nhiều. Ok. Bỏ qua quảng cáo. Ok.
giờ là mình nhấp nó tới dây khoảng độ để thử coi 5.48 đấy, các bạn thấy không, 5.53 và 6.10, cái độ dài của video này là 6.10, 6 phút 10 giây thì khoảng độ 5.53 là nó hiện lên cái màn hình kết thúc. Nhấp vào cái màn hình kết thúc này nó sẽ hiện ra cái video đó. Hoặc ở đây là đăng ký kênh của mình. Ok, giờ mình click vào. Đấy, các bạn thấy không? Hiện ra cái video đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.